Xin chào các bạn. Lực lượng Moscow được cho là đã phát động một cuộc tấn công vào Sinkivka ở đông bắc Kupiansk. Theo báo cáo của Nga, lữ đoàn 116 Ukraine đã bị bao vây. Theo thông tin mới nhất ngày 14 tháng 7, Nga ồ ạt tập kích dữ dội bằng bom lượn vào khu vực xung quanh Kupiansk trong 24 giờ qua. Một cây cầu khác quan trọng đối với hoạt động hậu cần của Ukraine trong khu vực cũng bị phá hủy. Cùng lúc đó, lực lượng Moscow được cho là đã phát động một cuộc tấn công vào Sinkivka ở đông bắc Kupiansk. Theo báo cáo từ phía Nga, lữ đoàn 116 Ukraine đã bị bao vây ở đó. Ngoài ra, còn có xác nhận trực quan đầu tiên rằng lực lượng Moscow đang ở phía nam làng Makivka. Trong rừng Crimea, một đoạn video được định vị địa lý cho thấy quân Ukraine đã tiến thêm được 1 km nữa. Theo hướng Tharet, quân đội Nga đang mở rộng các cuộc tấn công về phía làng Zalizne đã chiếm được những vị trí đầu tiên ở đó. Theo hướng Adivka, lực lượng Moscow đang tiến sâu hơn vào làng Novoselivka Bursa, chiếm được các vị trí đầu tiên ở phía bắc và phía đông. Họ cũng đang tiếp cận từ phía nam dọc theo cánh đồng. Ở Urozhaine, quân đội Nga đã đạt được bước đột phá. Họ đã chiếm được gần như là toàn bộ ngôi làng trong thời gian ngắn sau một cuộc tấn công binh chủng hợp thành với hàng chục xe máy cùng một số xe bọc thép. Đây là bản đồ chiến sự tại Torres ngày 13 tháng 7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, những mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Nga tập kích đoàn tàu chở vũ khí trang bị của Ukraine. Theo kênh Telegram Riba, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng, khu tập trung của đối phương ở một số khu vực thuộc Ukraine. Tại vùng Kharkov, video cho thấy một cuộc tấn công của tên lửa Iskander đã đánh trúng một đoàn tàu chở quân nhân, vũ khí trang bị của Ukraine ở Buda. Ở Odessa, một tên lửa được cho là đã tấn công một vị trí phòng không cũng như là tại Bostava. Các cuộc tấn công cảm tử bằng máy bay không người lái đã được ghi nhận. Theo hướng Kupiansk, Svatove, giao tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra ở một số khu vực. Ở Kupiansk, một cuộc tấn công tên lửa đã đánh trúng một cây cầu ở ngã ba đường sắt. Trên mục Oleksandrivka, Kalinivka, các cuộc tấn công dữ dội đang diễn ra với lực lượng Moscow tiến vào một số khu định cư của thành phố Torres. Ở Adeska, các hoạt động tấn công của Nga tiếp tục phát triển sau khi chiếm được Yevnenivka. Các trận chiến đã bắt đầu tại Novoselivka 1. Lực lượng Moscow đạt được những thành công. Chúng ta cùng xem bản đồ chiến sự tại Adeska ngày 13 tháng 7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Trên hướng Vremeska, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát phần lớn Urozhaine, trong khi phía bắc Staromayske, giao tranh vẫn tiếp tục. Bản đồ chiến sự tại Vremeska ngày 13 tháng 7 được thể hiện ở đây. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ. Những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22 giờ ngày 13 tháng 7 cho biết 149 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận kể từ đầu này. Tình hình vẫn căng thẳng ở hướng Bokros, Adivka. Nga cũng đang hoạt động ở hướng Kharkov, Liman và Vremeska. Báo cáo có đoạn, quân Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 3 tên lửa, 57 cuộc không kích, sử dụng 103 bom KAB. Ngoài ra, đối phương đã triển khai 512 UAV cũng như là thực hiện hơn 3.200 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Sevastopol, Kramatorsk, Torez, Kurakovsky, Vremeska, Dnipro. Đối phương hoạt động tích cực nhất theo hướng Bokros, Adivka với 37 lần cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine nhưng thất bại và bị tổn thất đáng kể với 227 quân nhân thương vong cùng nhiều vũ khí, phương tiện cơ giới bị phá hủy. Ukraine thừa nhận thất thủ ở Urozhaine. Theo các nhà phân tích của kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GRU, lực lượng Moscow đã chiếm được làng Urozhaine ở vùng Donetsk. Báo cáo của Deep State cho hay, hôm nay 13 tháng 7, từ sáng sớm, đối phương đã bắt đầu tấn công ồ ạt vào phía bắc làng. Lực lượng Moscow đông đảo, có thông tin về 2 đại đội. Chúng tôi đang làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến sự sụp đổ của hàng phòng ngự tại đây. Các nhà phân tích nói thêm rằng Nga đã tiến gần Alexandropol, Novoselovka Bursaya cũng như là Makivka. Giao tranh vẫn tiếp tục ở Zelenoye và Klitschka. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anna Malia đã cho biết rằng quân phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát Urozhaine. Kho dầu Nga ở vùng Rostov bị UAV Ukraine cho nổ tung. Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SBU. Vào đêm ngày 13 tháng 7, một kho dầu của Nga ở quận Tesimlyaski thuộc vùng Rostov đã bị máy bay không người lái của SBU đốt cháy.
Theo nguồn tin, nhiều loại xăng và nhiên liệu diesel khác nhau với tổng khối lượng là 12,5 nghìn mét khối đã được dự trữ tại cơ sở này để phục vụ cuộc xung đột ở Ukraine. Trong đêm, người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ, sau đó một đám cháy lớn bùng lên. Gần 50 người và 14 thiết bị đã được huy động để dập tắt đám cháy. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev tuyên bố rằng vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy tại quận Tersimlyaski, do một cuộc tấn công của UAV, một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu. Tình báo Ukraine tin chắc rằng Nga sẽ lại tấn công từ phía Bắc. Trong cuộc phỏng vấn với NV, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov tự tin dự đoán rằng trong những tháng tới, Nga sẽ cố gắng tấn công lãnh thổ Ukraine từ phía Bắc. Ông Budanov nói, bạn thấy đấy, đây là một tình huống hơi mang tính giai đoạn đối với tôi. Bởi vì khi mọi người hét lên trong suốt 2 năm rằng sẽ có một cuộc tấn công từ phía Bắc, chúng ta đã nói với mọi người rằng điều đó sẽ không xảy ra, không có gì xảy ra cả. Người đứng đầu GRU khẳng định một cách dứt khoát và chắc chắn rằng Nga sẽ tấn công từ phía Bắc nhưng không nói rõ liệu ông đang nói về hướng Sumy hay Chernihiv. Tướng Budanov phân trần, nếu tôi bắt đầu trả lời câu hỏi này, bạn và tôi sẽ chỉ gây ra sự hoảng sợ. Hãy nói thế này, có những vấn đề, chúng có xu hướng trở nên tồi tệ hơn nhưng không có thảm họa, nhưng không thể không nhìn thấy vấn đề. Tôi đã nói với báo chí phương Tây rằng thật không may, năm nay tôi sẽ không có nhiều tin vui. Ukraine thiếu tên lửa phòng không nghiêm trọng. Theo các chuyên gia quân sự Đức cho biết, Kharkov, Sumy, Nikolaev và Chernihiv của Ukraine sẽ vẫn bị tấn công. Bởi lẽ, các hệ thống phòng không được hứa hẹn tại hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không thể bao phủ các thành phố biên giới lớn của Ukraine. Hiện tại, hai hệ thống phòng không Bajos bảo vệ bầu trời Kiev, Kolovod và Odessa mỗi nơi có một hệ thống loại này. Bill đưa tin dựa trên dữ liệu mở. Theo các chuyên gia, ba hệ thống Bajos mới được phương Tây hứa hẹn sẽ có thể được bố trí để bảo vệ Dnipropetrovsk, Kryvyi Rih, Vinnytsia và căn cứ F-16 tương lai ở miền Tây Ukraine có thể sẽ nằm ở vùng Khmelnytsky. Tuy nhiên, chúng sẽ không thể được đẩy lên quá gần tiền tuyến hay biên giới Nga vì khả năng cao sẽ bị tiêu diệt. Trên chiến trường, quân đội Ukraine cũng thường xuyên tuyên bố xóa sổ những lữ đoàn lính dù tinh nhuệ của Nga. Tuy nhiên, sau mỗi lần như vậy thì đơn vị đó lập tức xuất hiện trở lại. Truyền thông Ukraine và phương Tây dường như đang đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền có chủ đích và lực lượng đổ bộ đường không Nga hay lính dù, viết tắt là VDV, là một trong những lực lượng được nhắc đến thường xuyên nhất. Chẳng hạn, lữ đoàn xung kích cận vệ 11 và lữ đoàn xung kích cận vệ 31 đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt nhiều lần. Đối với các đơn vị tương đối lớn như Sư đoàn tấn công đường không Sơn Cước số 7, Sư đoàn tấn công đường không cận vệ 76 và Sư đoàn dù cận vệ 98, sẽ là hơi quá khi nói rằng họ đã bị tiêu diệt nên quân đội Ukraine dùng từ tổn thất nặng nề hoặc mất hiệu quả chiến đấu. Lữ đoàn tấn công đường không cận vệ 83, sau đây gọi tắt là lữ đoàn 83, tuy không phải là đơn vị VDV Nga bị quân đội Ukraine tuyên bố xóa sổ nhiều nhất, nhưng đây là đơn vị có 6 sĩ quan cấp tá trở lên. Trong đó có 3 phó chỉ huy lữ đoàn đã thiệt mạng trong chiến đấu. Điều này đã làm giới truyền thông Ukraine không ít lần hào hứng đưa tin. Việc có thể gây sát thương cho lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga chứng tỏ quân đội Ukraine có hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ là chủ đề tuyên truyền dày đặc trên truyền thông. Đó cũng là điều dễ hiểu. Dù lữ đoàn 83 không phải là đơn vị VDV đầu tiên tiến vào chiến trường Ukraine, nhưng lại là lực lượng dự bị chiến lược tiền tuyến đầu tiên có sĩ quan thiệt mạng. Đó là phó lữ đoàn trưởng, trung tá Vitaly Slabo, trong vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức là một tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Sau đó, lữ đoàn 83 tham gia chiến dịch tấn công thành phố Bakhmut. Chiến dịch có thể so sánh với chiến dịch Verdun trong Thế chiến thứ nhất và chiến dịch Stalingrad trong Thế chiến thứ hai về mức độ tàn khốc. Trong chiến dịch này, lữ đoàn 83 chịu trách nhiệm chính là bảo vệ cho hai bên sườn của quân đội Nga tiến công vào thành phố. Những trận chiến trên đường phố đô thị khiến cho cả Nga và Ukraine đều chịu thương vong nặng nề. Riêng đơn vị này có 6 sĩ quan chỉ huy cấp cao thiệt mạng do chiến đấu. Ngay từ ngày 16 tháng 9 năm 2023, phía Ukraine đã tuyên bố rằng sau khi giao tranh ở khu vực phía đông Bakhmut, ba đơn vị tinh nhuệ của Nga là lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 và lữ đoàn xung kích đường không số 83 đã bị đánh bại và mất hoàn toàn hiệu quả chiến đấu. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, nhà báo chuyên mục quân sự Forbes của Mỹ David S. viết, quân đội Nga có thể đã mất toàn bộ lữ đoàn xung kích đường không độc lập số 83 tinh nhuệ trong cuộc tấn công vào thành phố Vyacheslav ở tỉnh Kharkov, Ukraine vào tháng 5. Tuy nhiên, có một điều lạ đó là bất cứ khi nào phía Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt đơn vị tinh nhuệ của Nga, những đơn vị này sẽ sớm xuất hiện trở lại trên chiến trường. Và trên thực tế, tính đến ngày 11 tháng 7, sau khi đánh bật lực lượng Kiev ở phía bắc Vyacheslav, các đơn vị Nga đã ào ạt vượt sông Vologda, đánh chiếm và mở rộng đầu cầu, tạo bàn đạp cho những bước tiến xa hơn trong những ngày tới. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.